Xin chào tất cả quý vị khán giả, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Phương Văn Official. Mến chúc tất cả quý vị khán giả một ngày mới tràn đầy yêu thương. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký và chuông thông báo để luôn cập nhật những video hữu ích. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán giả rất là nhiều. Mời tất cả quý vị khán giả theo dõi video. Một chàng thanh niên hy sinh bản thân mình nhảy từ cầu cao xuống dưới sông để cứu một nữ sinh giữa dòng nước xoáy. Video này được lan rộng trên cộng đồng mạng cũng như là báo chí đang đưa tin. Và anh thanh niên này hết sức là dũng cảm. Đó là một chàng lính hải quân nhảy cầu cao 30 mét xuống dòng sông để cứu một nữ sinh chới với giữa dòng nước. Anh phát hiện có một người đang chới với dưới dòng sông Ninh Cơ, tỉnh Nam Định. Anh Nguyễn Văn Chính, năm nay 28 tuổi, lính hải quân mới xuất ngũ, trú tại huyện Hải Hậu, tỉnh Bình Định, đã không ngần ngại nhảy cầu từ phía trên cao để cứu người. Hành động của anh được cộng đồng mạng lan truyền video này. Hình ảnh của anh vô cùng xúc động. Ngày hôm qua, chiều ngày 4 tháng 4, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Hải Hậu cho biết, sau khi nhận được thông tin về hành động dũng cảm của chàng thanh niên này, không ngại nguy hiểm đến tính mạng của mình, đó là anh Nguyễn Văn Chính, 28 tuổi, ngụ tại khu 8 thị trấn Long Thịnh, huyện Hải Hậu, nhảy từ phía trên cao cầu Thịnh Long, nối huyện Hải Hậu và Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định, cứu sống một nữ sinh lớp 8. Chính quyền địa phương đã cử đại diện đến động viên nam thanh niên này. Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền một đoạn video ghi lại một hình ảnh nam thanh niên nhảy cầu cứu một người đã tự vẫn, thu hút hàng nghìn lượt xem chia sẻ từ dân cư mạng. Trong video này, một bé gái đã nhảy cầu Thịnh Long xuống dòng sông Ninh Cơ và chới với dưới dòng nước. Người dân phát hiện vụ việc đã hô hoán và cứu cháu bé. Ngay lập tức, một thanh niên đã dũng cảm nhảy từ trên cao, độ cao 30 mét so với mặt nước và bơi lại gần, đưa cháu bé đến gần bờ an toàn. Chia sẻ với báo chí, anh Nguyễn Nhân Chính xác nhận thanh niên trong video chính là mình, cho rằng đây là một việc mà ai trong hoàn cảnh đó cũng sẽ làm hành động như anh để giúp người. Theo anh Chính, khoảng 17:30 ngày 9 tháng 4, trên đường đi làm về nhà, khi đi qua cầu Thịnh Long, thấy mọi người nhốn nháo, hô hoán, có người nhảy cầu. Anh chạy ra phía thành cầu, nhìn xuống thấy một cái chiếc áo trắng chới với. Anh Chính nhảy xuống dòng sông rồi bơi ra chỗ bé gái. Sau khi được đưa bé gái lên bờ, nam thanh niên về nhà ngay và không hề biết hành động dũng cảm của mình được người dân quay lại và chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Nhiều người gọi anh là anh hùng, nhưng anh chỉ nghĩ đó là hành động bình thường của bao nhiêu người. Khi gặp hoàn cảnh đó thì ai cũng có thể là giúp được. Về phía nữ sinh nhảy cầu, sau khi được cứu sống đã được người dân đưa đến bệnh viện chăm sóc y tế, sức khỏe đã ổn định. Được biết, cháu gái năm nay đang học lớp 8 tại một trường phổ thông cơ sở huyện Nghĩa Hưng. Cháu bé chia sẻ với người hùng, do bố mẹ ly hôn, mỗi người đều có gia đình riêng và hạnh phúc riêng. Cháu lại vừa trải qua kỳ thi có điểm không tốt, sợ về nhà bị mắng nên đã nghỉ quẩn làm liều. Hành động của anh Chính nhận về nhiều cơn mưa, lời khen từ dân cư mạng cũng như là chính quyền địa phương. Được biết, anh Chính từng là lính hải quân và mới vừa xuất ngũ, hiện đang làm việc ở một công ty tại quê nhà. Theo anh Trần Trung Hiếu, một người quay video và đăng tải cái đoạn video này trên mạng xã hội, hành động của anh Chính không phải là ai cũng đủ can đảm để đánh đổi mạng sống của mình cứu người khác. Vì độ cao quá cao so với mực nước. Thứ nhất là độ cao cầu rất lớn và dòng nước chảy xiết bên ngoài cửa biển Thịnh Long, nên hành động của anh Chính là rất cao cả, mọi người rất là xúc động về hình ảnh của mình. Cái cần chú ý hơn đó là các bậc phụ huynh nên quan tâm về tâm lý của con mình nhiều hơn. Đừng vì công việc hoặc là chuyện cá nhân của mình mà để ảnh hưởng tới con cái, dẫn đến những điều đáng tiếc có thể xảy ra. Và một số khán giả để lại bình luận như sau: anh hùng giữa đời thường, hành động dũng cảm của anh ấy đúng ghi nhận, chứ không phải là trong hoàn cảnh đó nhảy cầu độ cao 30 mét cũng sẽ hành động như vậy thì không đúng, nhiều người không dám làm những hành động như anh. Và có một câu bình luận như sau: gái khôn tìm chồng giữa chốn ba quân, lấy chồng hải quân thôi mọi người ơi. Và một người cũng từng đã nhảy độ cao như vậy, anh có nhận xét như sau: không phải ai cũng dũng cảm nhảy từ độ cao đó,
tôi nhảy trong khu công viên có 7 mét mà còn trùng lại. Cảm ơn anh, một cụ quân nhân dũng cảm. Tuyệt vời quá, cảm ơn anh, Nguyễn Văn Chính. Hành động của em quá dũng cảm, không biết anh ấy có nhận đồ đệ nữa hay không. Cảm ơn, bạn đã xả thân cứu người, chúc bạn thật nhiều sức khỏe. Dạo này, điện ảnh loay hoay, hình người mẫu người đàn ông Việt trong phim gì ấy. Hãy xây dựng nhân vật không phải là đại gia, đi xe hơi mà là người lao động bình dị, như nghĩa hiệp, mạnh dạn, đó mới là chân thật trong cuộc sống đời thường. Đó là một vị khán giả đã chia sẻ. Và nhận xét cuối cùng của một khán giả: phát huy truyền thống, bản chất dũng cảm, bất khuất, không ngại khó khăn gian khổ của anh bộ đội Cụ Hồ, rất khâm phục em Nguyễn Văn Chính. Kính thưa quý vị khán giả, các bậc phụ huynh thân mến, đôi khi chúng ta trong cuộc sống này không thể ai nói được trước điều gì, nhưng đôi khi trong cuộc sống mình có nhiều thăng trầm sóng gió trong cuộc sống hôn nhân. Đôi khi chúng ta không thể nào mà cưỡng lại được vì nỗi buồn, nỗi đau, rồi cuối cùng chúng ta phải rời khỏi mái ấm gia đình của mình. Một người đàn ông đi theo một người phụ nữ khác, hoặc là một người phụ nữ đi theo một người chồng mới, để lại những khoảng trống chơi vơi đối với những đứa trẻ. Đó là chúng ta thấy cái điều mà những người trong cuộc mới hiểu hết được. Kính thưa quý vị khán giả, đôi khi giữa dòng đời xô đẩy, chúng ta không thể nào biết được hôm nay và ngày mai nó sẽ ra sao, nhưng chúng ta sẽ cố gắng giữ gìn, cố gắng hết sức có thể. Nhưng ở trẻ con, quý vị khán giả cần cha, cần mẹ, cần tình thương của cha và mẹ, những vòng tay yêu thương. Đôi khi những lạc lõng giữa đời thường, và mẹ đâu đó cũng rời xa mình, và cha đâu đó cũng rời xa mình, chỉ còn lại khoảng trống lặng lẽ, nỗi buồn không biết chia sẻ cùng ai. Đôi khi cái tuổi mới lớn chưa có chín chắn và chưa hiểu được nỗi lòng mất mát của người cha hoặc người mẹ trong cuộc. Và chính em là những người mà gánh nặng những cái mất mát, đau thương để lại cho dòng đời xưa ngược. Kính thưa quý vị khán giả, chắc có lẽ trong mỗi chúng ta đều không ai nghĩ tới cái việc mình sẽ trải qua những cuộc sống thăng trầm cũng như là đổ vỡ hôn nhân. Tới ngày hôm nay, biết bao nhiêu trẻ em khi mà lớn lên được vòng tay yêu thương của cha mẹ đầy đủ, thì cái sự phát triển của trẻ em nó lại khác biệt hơn những em là đã từng mồ côi, đã từng lăn lộn dưới cuộc sống đời thường quá sớm, đã từng bị chính người cha hoặc là người mẹ kế của mình bạo hành. Và những cái điều mà mất mát trong em đó là tình thương của người. Chúng ta trong mỗi con người ai cũng có cái tôi, đôi khi không kiềm chế được nóng giận, đôi khi không kiềm chế được lòng mình trong phút giây nào đó, để rồi gia đình tan vỡ, nuối tiếc, và những cái hậu quả để lại không lường cho những chính đứa con của chúng ta trong gia đình. Vừa qua thì cũng có rất nhiều vụ bạo hành, từ mẹ ghẻ bạo hành bé 8 tuổi dẫn tới tử vong. Điều đó thấy chúng ta nhìn vào cái hoàn cảnh vô cùng xót xa, vô cùng đau khổ. Và khi em ra đi rồi, để lại những nỗi mất mát đau thương chính trong lòng của người mẹ hoặc người cha quá lớn. Đây là một cái điều mà chúng ta cần quan tâm. Các bậc phụ huynh, làm cha làm mẹ sinh con mình ra, mình hãy cố gắng giữ gìn và cố gắng làm điều gì đó tốt đẹp nhất cho con mình, và tránh có thể là xảy ra mâu thuẫn gia đình để rồi hôn nhân đổ vỡ, để lại những khoảng trống không lường, hoặc là những cái áp lực trong cuộc sống đời thường, cũng như là thiếu thốn những tình cảm thương yêu, vòng tay che chở của cha mẹ ruột mình. Kính thưa quý vị khán giả, đây là một cái câu chuyện mà từ trước tới nay để lại trong lòng biết bao nhiêu người những nỗi buồn và những nỗi lo lắng, ưu tư khi cuộc sống hôn nhân của họ trên bờ vực thẳm. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã theo dõi phần tin tức. Kính chúc quý vị khán giả một ngày mới bình yên vui vẻ. Tạm biệt, hẹn gặp lại video sau.